Hello hello mọi người, có lên không mọi người ơi? Ủng hộ cho em đi, xem bữa nay nhỏ nhắn xinh xắn là dễ thương. Mọi người lên xe mới của em đi, xe này nói chung là em đầu tư mặc dù hơi nhỏ tí nhưng mà nói chung là mới tinh các bạn. Xe mới mua luôn, mới chét luôn, khỏi cần rửa các kiểu. Mọi người lên xe mới của em đi, hơi nhỏ tí mọi người thông cảm nha. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với cái tập tiếp theo trong cái tựa game Tourist Bus Simulator. Ok, thì trong các tập vừa rồi thì mình với các bạn cũng đã vừa hoàn thành xong gọi là tất cả các nhiệm vụ cơ bản trong cái tựa game này luôn. Đó, thì nói chung chúng ta cũng đã học hỏi được rất là nhiều thứ, các loại, các kiểu luôn các bạn. Đó, trong cái tựa game này thì tập này phải gọi là chính thức chúng ta sẽ bắt đầu là một giám đốc công ty xe buýt gọi là làm theo sở thích luôn các bạn, kiểu là bây giờ không làm thêm nhiệm vụ nữa ấy. Ok, thì trong tập vừa rồi các bạn nhớ không, hiện tại là mình đã có nhà nè, có một cái chiếc xe buýt đấy các bạn. Đó, chiếc xe buýt nha, xe buýt này nè. Đó, và lại là một cái chiếc xe hơi. Đó, thì như vậy là cơ bản là mình đã có như vậy, và cùng với đó là một khoản nợ khổng lồ. Nói chung là mình không ngờ mình vay tiền của bên ngân hàng hơi bị nhiều ấy các bạn. Đó, nên hôm nay là mới kệ, nói chung là cứ vay đi các bạn, rồi mình sẽ kiếm tiền lại từ từ. Còn nếu mà không kiếm được thì mình sẽ phá sản. Kiểu vậy. Đó, thì hôm nay thì chúng ta chắc mình nghĩ sẽ trải nghiệm một cái chuyến xe tiếp theo nha. Tại trong cái tập gọi mình lái có một cái chuyến xe duy nhất, chuyến xe đầu tiên hôm trước à, các bạn nhớ không? Nên là hôm nay mình sẽ trải nghiệm tiếp về chiếc xe khách đó nha các bạn. Và trước khi trải nghiệm thì mình cũng sẽ gọi là phe với các bạn một cái món đồ chơi mình vừa mua các bạn. Đó là mình vừa mua một cái tai nghe. Cái tai nghe này nó gọi là tai nghe True Wireless đó các bạn. Đây mình phe cho các bạn xem. Đây. Này các bạn thấy mình đeo tai không? Nó rất là gọn luôn các bạn. Đây. Đó, như vậy nè, mình sẽ đeo hai bên. Bây giờ mình nghe trong game nó kiểu nó rõ hơn ấy. Tại bình thường các bạn biết là khi mà mình chơi mấy cái tựa game này ấy, mình toàn để loa ngoài chơi mà. Nên đôi khi mic mình nó sẽ thu cái âm thanh từ cái loa vào ấy. Nên cái clip mình âm thanh nó không có hay, nó không có chất lượng. Đấy, tôi gọi là đầu tư chỉnh mic cho các bạn nghe hay thì bây giờ âm thanh là cũng phải hay đúng không? Mình phải đầu tư các kiểu. Ok, quay trở lại game nè. Thì hiện tại mình đang chỉ có một cái chiếc xe buýt thôi. Nên là mình định ấy là sẽ mua thêm một chiếc nữa các bạn. Hiện tại các bạn nhớ là mình đang còn đâu đó là 393.000 euro các bạn. Đó, thì hiện tại cái chiếc xe mình hiện tại bây giờ là mình nghĩ để cho cái ông chú ông chạy đi các bạn. Ông chú mà mình thuê ấy, bây giờ mình sẽ cho ông chạy trong cái sẽ cho ông chạy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nhận cái nhiệm vụ để cho ông chạy. Mình nếu mà để cho ông chạy rồi các bạn thì mình sẽ lựa một cái đầu cho nó mắc hay chạy cho nó xứng đáng đồng tiền các bạn. Trong này thì mắc nhất là 2430 ego. Ok, mình sẽ nhận cái nhiệm vụ này nha. Rồi. Nhưng mà cái nhiệm vụ này lại không, ông chú không chạy à? Vậy không được. Mình tính thuê cho ông chạy mà. Tức là ông chạy mấy cái chuyến ngắn nè các bạn ơi. Mấy cái chuyến dài là mình chưa có cho ông chạy được đây. Ví dụ như những cái chuyến này 20 phút nè, được 1.000 mấy nè, thì ông nhận các bạn. Đây 1.800 ông nhận không? 1.800 ông không nhận các bạn. 1.600 thì nhận không? 1.600 thì nhận. Ok. Ok, vậy thôi mình cho ông chạy cái chuyến này nha các bạn. Cái chuyến này đi từ cái thành phố Matut về Castillo nè. Ok, thì cho ông chạy đi. Rồi. Đây là những cái nhiệm vụ. Cái này nãy mình hủy nha, hình như mình hủy đúng không? Cái chuyến này hình như là cho ông chú chạy. Để mình lại cái bảng này, cái bảng phân công mình xem thử coi. Đây cái bảng phân công hiện tại, đây đang phân cho ông Leon Zimmer này chạy cho cái chiếc này nha. Đó, còn mình thì bây giờ mình nghĩ sẽ mua một chiếc xe mới các bạn. Bây giờ mình sẽ vào cái cửa hàng bán xe. Trong này thì cũng có rất là nhiều con, nhưng mà các bạn nhớ hôm trước mình nói có một con mà rẻ nhất không? Đâu rồi ta? Cái con mình nói giống Toyota đây. Đây. BB40 các bạn. Con này hiện tại đang là 42.000, rất là rẻ luôn ấy. Con này thì
mình cũng không biết xem kiểu là cái ở con này là mới à. Ồ, nó chưa có dầu chứ, con này như là mới luôn ấy các bạn ơi. Ui, hình như là mới tinh luôn ấy. Chưa có chạy km nào hay gì nè. Uầy, bình thường mình mua xe cũ các bạn, nhưng mà hôm nay mua xe mới thử coi nó như thế nào. Ok, 615B. Bữa hôm là 210 rồi đúng không các bạn? Này 211 à, cho nó khác. Ok, và cái xe này nó hẹn mình là ngày 11 tháng 6 sẽ nhận nha. Rồi ok, với cái nhiệm vụ là ngày nào ta? Cái nhiệm vụ của ông chú ấy, để mình xem lại cái lịch trình này. Ngày xe mình nhận ngày 11, còn chú sẽ chạy vào ngày 15 mà. 15 là các bạn. Để mình xem qua xem lịch nhá. Đây, tức là ngày 11 thì mình có xe rồi. Thôi bây giờ mình cứ lấy xe mình đi, mình lo xe mình chứ đi các bạn, xe kia để ông chú tự tính. Ok, bây giờ mình sẽ đi lấy xe thôi. Nào để xem coi. Hình như là cũng vẫn ra bến cảng đúng không? Không các bạn ơi. Bây giờ mình Oh my god, cái gì xa thế? Ui các bạn ơi, như vậy là trong tập này mình đi một cái chuyến đường hơi bị dài luôn các bạn, xuống tít 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 dưới này để lấy cái chiếc xe này về. Mình tính mua chiếc xe nó về cái bến cảng cũ ấy các bạn, thì nó khá là gần luôn, nhưng mà cái bến cảng này thì nó lại hơi bị xa luôn ấy. Ok thì cũng phải chịu rồi các bạn ơi. À, sao bây giờ mình vô số hết được rồi ta? Ok. Ok các bạn ơi, thì hiện tại mình đã fit cái vô lăng đây rồi, game nó đã nhận rồi. Nãy mình quên cắm dây vô lăng các bạn à. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cái hành trình luôn nha. Mình tự nhiên mình vào game lại cái nó mất tiêu cái chiếc xe buýt luôn các bạn. Không biết cái cha nội lái xe cho mình ông có lấy không nữa. Rồi, mình di chuyển đến cái thành phố tiếp ở dưới kia nha. Ok, mất tiêu cái GPS rồi. Nên mở GPS lên mình check lại các bạn. Xuống cái đây. Thành phố Multi Mogo vậy nè. Ok, sao check xuống đây không được. Mất tiêu luôn rồi. Rồi, mình với các bạn sẽ cùng nhau đến với hành trình lái xe khách mới. Nhưng mà bây giờ để lấy được xe khách mới thì phải đi tiếp dưới kia cơ bạn ạ. À, cái bến cảng các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy đến, hiện tại là mình đang ở chỗ này, là nó một cái thành phố ở cặp bờ biển ấy. Mình không biết bây giờ cái chiếc xe buýt của mình nó đang nằm ở đâu luôn ấy các bạn. Để mình chạy xuống, bây giờ mình rẽ trái nha. Ủa, như rẽ trái là hình như là rẽ trái là xuống cái bến cảng nè đúng không? Nhưng mà cái chiếc xe buýt mình bây giờ nó nằm ở đâu mới là quan trọng các bạn. Xuống bến cảng thì biết rồi đấy, nhưng mà xe buýt mình bây giờ nó nằm ở đâu đây? Đây mình xuống tới dưới này luôn rồi nè. Tự nhiên mua xe buýt đã đời xong bây giờ không biết xe nằm ở đâu luôn các bạn. Ok, mình xuống đây là xuống túc dưới này luôn rồi. Hay là cái xe mình nằm bên cái bãi bên kia các bạn. Ok, mình thấy cái gì đó đỏ kìa. Để mình lùi xe lại. Giờ mới được chạy gần bờ biển ấy. Hình như là mình chạy hơi bị xa cái chỗ lấy xe rồi các bạn. Bây giờ phải quay trở lại nữa. Khổ tới à. Mình thấy có cái chiếc xe đỏ đỏ đằng kia kìa. Đó, mình nghĩ là cái chiếc xe của mình hay sao ấy. Sorry, trời lộn chiều các bạn. Có cái đường nào vào đó mới là quan trọng nè. Hình như là vào đường này nè các bạn ơi. Đây. Hình như chính nó. Để coi coi, cửa nó có mở không.
Rồi đây đây đây, mở cửa các bạn ơi. Đây rồi. Đâu rồi chiếc xe đâu? Ở đây kia 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 kia. Mình thấy chiếc xe rồi các bạn ơi. Ơ kìa. Ồ. Không phải đường qua đó các bạn ơi. Tự nhiên giờ thấy cái chiếc xe khách rồi mà nó nằm cách quên nó xa đó nha. Nó chạy qua đây. Này qua được không? Ở đây rồi. Đây 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 các bạn ơi. Đến nơi rồi, đến nơi rồi. Rồi bây giờ mình xuống xe. Đây, cuối cùng thì cái chiếc xe mình nó cũng đã về được đến bến cảng rồi các bạn thấy không? À, các bạn xem một vòng nha. Wow, giống chiếc Toyota Corolla chứ các bạn. À, giờ xe mở cửa nè. À. Ui, xe nó sơn màu cam lè luôn các bạn. Cái này thì mình về mình có thể là độ lên màu sơn các kiểu nha các bạn. Đây, vô ngồi ngay. À, xịn chưa, xịn chưa. Để máy coi nào. Chạy xe mới. Đây, đó. Đây, có cái CBS bự chà bá luôn nha các bạn. Ơ? Ôi, con này chạy số tự động hay sao các bạn ơi? Số G, số B, số G, số B. Ôi, con này chạy số tự động. Con này không chạy số sàn nha các bạn. Con này hoàn toàn chạy số tự động luôn. Bây giờ mình sẽ đưa cái xe này về. Ui, tiếng máy vãi chưởng vậy. Bây giờ mình phải chạy ra khỏi cái chỗ này trước các bạn. Mình thấy ở ngoài này nó có một cái nhà kiểu là sơn xe các bạn. Mình không biết là cái chiếc xe mình có đem vào đó sơn được hay không nữa. Để mình chạy vô thử nhá, mong là sẽ được. Đây đây đây, và bên cạnh nó có một cái chỗ để sơn xe nè các bạn thấy không? Đây. Đây. Chỗ này nè các bạn, mà mình không biết có vào được không. Ồ, hình như là không, chưa được các bạn ơi. Cái mình chưa có sơn xe được ấy. Rồi bây giờ mình xách xe đi có xăng còn đủ còn nhiều không ta? À, xăng đây. Hình như là xăng còn đầy bình ấy. Bán xe tặng luôn xăng các bạn à, xịn thế. Thôi, bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau lái cái chiếc xe này về cái công ty mình trước đi nha. Rồi chúng ta sẽ tính sau. Let's go. À quên nữa, mình có thể di chuyển nhanh về mà. Đấy, mình có thể di chuyển nhanh về mà. Đâu cần lái đâu. Lái xuống đây thì có thể là bắt buộc lái các bạn. Nhưng mà về thì chúng ta có thể về nhanh. Đây, chúng ta về nhanh được. Rồi, ok. Xe mình cũng đang được trở về luôn nha các bạn. Rồi, không chờ. Bắt đầu một chuyến xe đầu tiên đối với chiếc xe mới này luôn đúng không các bạn? Rồi, mình đã về được đến công ty rồi nè. Ok. Con này thì các bạn thấy thì ghế nó sẽ ít hơn cái chiếc xe trước của mình ha. Ok, xe hơi cũng về luôn rồi. Cái chiếc xe kia mình nghĩ là cái ông tài xế ông lấy rồi các bạn, nên là bây giờ mất tiêu cái chiếc xe kia luôn. Công ty gì có thui thế. Đây các bạn, hiện tại thì cái chiếc xe kia nó đang bị ông kia lấy rồi. Bây giờ muốn lấy về thì phải tích vào đây thì xe nó mới về các bạn. Còn không tích thì mình đang để chiếc xe này, thôi kệ đi, cái đó cũng không quan trọng. Cái chuyến xe của cái ông đó ấy, thì sẽ chạy vào cái ngày ngày mấy ta? Hình như mình quên bài rồi, để mình xem lịch lên coi. Đây. Ngày 15 tháng 6. Ờ, tức là trưa ngày 15 tháng 6 các bạn. Bây giờ mình sẽ nhận, nói chung cái chuyến đó mình bỏ đi để ổng xử lý các bạn. Còn mình bây giờ sẽ chạy một cái chuyến mới với cái chiếc xe mới này nha. Thì để mình xem coi có chuyến nào đi ngắn không. Từ sân bay qua các thành phố của mình. Ồ, này thì bình thường. Castillo cũng đi rồi. Từ sân bay đi qua các thành phố Paudet, Gosago, Oi. Nói chung để mình coi thành phố nó nằm ở đâu. Tức là mình bắt đầu từ sân bay nè. Ồ, lên đây à. Ồ, thành phố này mình cũng đi khám phá rồi các bạn. Nói chung mấy cái thành phố khám phá rồi mình cũng không muốn chạy lại cho lắm. Thì đây nó có hai cái chuyến đi từ sân Castillo đi lên Casillas. Casillas là đâu nữa trời, Casillas Agen vậy đây. Đây Castillo là sẽ xuất phát từ đây để rước khách nè các bạn. Rồi sẽ đi xuống đâu ta? À Casillas Agen. Ui tiết trên này luôn các bạn. Ok, hôm nay thì chắc sẽ một chuyến hành trình rước khách ở đây và lên chở khách tiết trên này luôn nha các bạn. Đó, ok bây giờ sẽ nhận chuyến đó luôn.
mà không biết cái chuyến đó có chạy có chạy được cái chiếc xe của mình không nha. Đây ô 1.800 là nha các bạn, thôi cứ nhận đi thử ơi vẫn quý chiếc xe này rồi. Ok hình như là được rồi đấy đúng không? Nhưng mà quan trọng là cái ngày đó là ngày nào, ngày nào mình phải nét tới ngày đó mình mới chở khách được các bạn. Ô ngày 13 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ di chuyển đến ngày 13, mình mở cái lịch trên điện thoại lên nè. Ngày 13 đây các bạn. Đó. Mình sẽ di chuyển đến cái ngày đó mình mới có thể là bắt đầu cái hành trình. Rồi ok. Ngày 13 đã đến rồi. Ui trời mưa, trời mưa, trời mưa, trời mưa, trời mưa các bạn ơi. Ui trời ơi, hôm nay là một cái chiếc xe ngày mưa rồi. Để mình xem lại một lần nữa nha các bạn. Có đúng ngày đúng giờ chưa? Đây 13 giờ và bắt đầu vào lúc 20 giờ các bạn. Ồ bây giờ là mấy giờ đấy? Ồ bây giờ là 19 giờ 30 rồi. Mình đến đó là 20 giờ chắc cũng hợp lý rồi các bạn. Nhưng mà mưa quá trời mưa rồi. Ui chạy 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 lẹ lên. Mưa quá mưa quá mưa quá. Ui ướt mình ơi. Lên xe các bạn ơi. Ồ hiện tại là 19 giờ, 19 giờ sáng trưng vậy trời. Các bạn thấy không, 19 giờ mà nó sáng trưng như là buổi sáng vậy nè. Rồi đề máy lên nào. Hai ok. Hôm nay mình sẽ có một chuyến hành trình mới nha các bạn ơi. Let's go. Cái tiếng máy xe con này nghe cũng lạ ha các bạn. Để mình gạt mưa các bạn. Ui gạt mưa kêu chít chít luôn các bạn. Mưa này nó kiểu cũng muốn tạnh rồi. Hai ok. Nó kiểu còn vài hạt li ti nhỏ nhỏ. Uầy, gạt mưa cái con game này xịn đấy các bạn. Nó gạt cái kiến nó kêu git 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 luôn. Nào anh trai cho em qua đây. Ok, không nhường là không nhường các bạn. Phải cả trưởng anh trai này luôn á. Hôm nay mình lái kêu cái con xe khách này nè các bạn. Nó rất là nhỏ gọn luôn. Đây, các bạn xem. Đó. Nó nhỏ gọn nên là mình sẽ lái rất là thoải mái luôn các bạn. Rồi vào trong mình lái đây. Hình như là cũng hết mưa luôn rồi đấy. Tắt gạt mưa đây. Đây đây tắt luôn. Con này không biết là mấy số ta. Hình như là nó chỉ 4 số rồi các bạn. 4 số thôi. Và mình thấy sao cái tua máy nó khá là kêu lớn các bạn. Nó đạp ga nó hết tua máy nó kêu lớn phải chưa? Không biết còn lên được số nữa không? Ui L số D là được rồi, để số D đi. Số L tức là cái số kiểu là nó gù cái máy là nó chỉ có cái lực chạy thôi các bạn. Ví dụ mà xe chúng ta dính lầy hoặc là leo núi rồi thì mới cần chạy số L thôi. Còn bình thường như thế này thì chạy số D là ok rồi các bạn. Số D cái số chạy đường trường ấy. Nhưng mà tới Castillo rồi đúng không ta? Tới chưa? À chưa chưa chưa. Qua cái vùng minh này nữa. Cái map này các bạn thấy là nó nhỏ, cái bản đồ nó nhỏ nhưng mà nó cũng chạy cũng lâu lắm mấy các bạn. Không phải nhanh đâu. Bấm Z để mở cái bảng phía trước lên nè. Ok. Đây là chuyến xe mang số hiệu 102. Đây, bên phải các bạn là cái thành phố Castillo đấy. Và bây giờ mình với các bạn sẽ vào cái thành phố này để rước khách thôi. Rẽ phải nè. Ôi ôi ôi, ông cua. Ông cua kinh không? Ơi ơi. Đây, ông cua nè. Ồ, này ông chắc cắt tí chắc lặng bà luôn. Rồi mình sẽ chạy thẳng lên đó thôi nha các bạn. Mình đọc đầu lại tại vì cái hướng rước khách nó nằm bên bên kia đường. Rồi tới đây mình sẽ rẽ trái nè. Đó. Rồi phải tiếp tục rẽ trái một lần nữa thì cái chỗ rước khách nó sẽ nằm bên phải nha các bạn. Hồi nãy nếu mình chạy lên thì mình sẽ quay hướng bên này, mình phải quay đầu nó mất công lắm. Đó, bây giờ tới đây. Ô sao có vài khách vậy? Có vài khách rồi các bạn. À, giờ dễ số để số B mình dựng được không? Số L. Để số N, số N cũng được các bạn. Rồi, kéo thắng tay đi. Rồi. Hello mọi người. Em mở cửa cho, cái cửa này mở lâu vãi chưởng rồi các bạn.
Hello, 2, 4, 6. Ủa, có mấy người vậy? Có cướp xe không ta? Ủa, xe này nó không có cướp xe à? Ủa, xe không có cướp xe rồi. Rồi, chào mừng cô chú anh chị đã đến với chiếc xe của Nguyễn Quyết Gamer. Được 2, 4, 6 người này các bạn. Bình thường lái con xe kia nó bự ấy các bạn, thì được nhiều khách vãi chưởng. Hôm nay lái con xe này hơi bị ít khách luôn ấy. Thôi kệ đi, có khách đỡ hơn không. Có làm mới có ăn các bạn, không làm thì gọi là ăn mức ăn thịt bò. Ok, bây giờ mình đã cướp khách xong rồi và mình sẽ quay lại cái đường hồi nãy, nhưng mà không về cái thành phố của mình, mà mình sẽ rẽ trái qua một cái đường mới nè, lên cái thành phố Antigua. Cái thành phố này các bạn nhớ có, mình có cái nhà đấy không, sau đó mình qua cái thành phố Cacilat. Đây là một cái thành phố mới nha các bạn, đưa khách đến thành phố mới luôn. Nói chung cái đoạn đường này thì chắc chạy cũng hơi xa xa tí, nhưng mà mình sẽ chạy nhanh tí ha. Khi mà mình lấy cái chiếc xe hơi này tít ở dưới góc dưới của bán đồ các bạn, thì mình xem cái đường đi thì khung cảnh đồ họa này nọ thì nó kiểu làm cái đoạn đồi núi rồi này nọ mà nó không có nhiều cái đặc biệt, cái hay ho. Còn cái phần nửa bán đồ từ văn phòng mình trở lên, cái bán đồ các bạn trở lên ấy, thì mình chưa có đi, nên là mình không biết cái khúc trên đó nó có cái gì hay ho hay không. Thì trong các tập sắp tới thì mình sẽ ưu tiên những cái thành phố ở trên hơn ha, để chúng ta sẽ khám phá những thành phố này. Với cái tựa game này các bạn biết rồi đấy, ngoài việc lái xe thì chúng ta đi khám phá map thôi chứ có gì đâu. Rồi, rồi, âm cua, âm cua. Hello bác tài. Nào. Rồi, mình gác phải ra nè. Mọi người có ăn uống gì tự mua ăn đi nha. Xe này nghèo quá, không có phục vụ được mọi người, không có xịn sò được như xe kia. Từ một ông chủ lái xe dài đông khách, gọi là kiểm khách, kiểm soát khách không kịp, giờ xuống chiếc xe đúng chán luôn á. Quay tính ra mình cứu khách đúng giờ các bạn, khách hẹn 8 giờ là 7 giờ 50 mấy mình tới nơi, cứu khách là xong luôn rồi. Một ông chủ làm việc có tâm, tâm với nghề. À, kiểu là nguyên cái bản đồ từ văn phòng mình xuống là cái đường đi nó kiểu giống giống gì nè các bạn, nó như là đường núi mà sa mạc vậy đấy. Lâu lâu thì được vài căn nhà, quá chạy cái đoạn ở dưới này nó cũng hơi bị chán đấy các bạn. Chán là tại do các bạn xem chán thôi, chứ mình lái xe thì mình thấy rất là vui. Mình sợ các bạn xem nó bị chán thôi. Đoạn này thì hôm trước mình đã có chạy một lần rồi, nên là mình nghĩ các bạn sẽ nhớ đoạn này đúng không? Cái bữa mình đi mua nhà đấy, trong tập vừa rồi luôn, vừa trong tập vừa rồi luôn. Còn bây giờ mình đang đi cái chiều này, cái nắng nó cháy nó thẳng cái mặt mình luôn các bạn. Không biết trong cái tựa game này nó có cái chế độ nào mà kiểu là nó có cái chế độ nào mà mang kính râm, mang kính mát rồi không? Nó chá thẳng vô mặt gì nhìn khó chịu vậy trường. Gọi là mình đang chạy đâu đó là gần 100 km trên 1 giờ nha các bạn. Ui. Ui. Kinh vậy. Rồi, đây mình đến cái thành phố Antigua rồi các bạn. Đó. Hình như là trả khách ở đây đúng không? Từ khoan. Hình như là chúng ta trả khách đây một lượt, tại mình thấy có một cái biểu tượng nè. Lui rồi. Sorry mọi người, đem ghé vô đây. Đây còn có khách nào nữa thì rước nha các bạn. Rồi chở về số N đi. Rồi mình sẽ mở cái cửa ra, mở cửa trên này được không ta. Rồi hello mọi người, có lên không mọi người ơi, ủng hộ cho em đi, xem bữa nay
nhỏ nhắn xinh xắn và dễ thương. Mọi người lên xe mới của em đi, xe này nói chung là em đầu tư mặc dù hơi nhỏ tí nhưng mà nói chung là mới tinh các bạn. Ê, xe mới mua luôn, mới chét luôn, khỏi cần rửa các kiểu. Mọi người lên xe mới của em đi, hơi nhỏ tí, mọi người thông cảm nha. Rồi ok, cảm ơn mọi người, giờ mình đi tiếp nha mọi người ơi. Hạ thân tay rồi giòn giòn, cảm ơn mọi người. Đợt này mình thấy kiểu hơi đông hơn đợt rồi xíu nha. Từ 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 mày hay đi dừng, mày nó hay dừng xe chỗ cái ngã ba này lắm, nên mình rút kinh nghiệm mình dừng nó luôn. Đấy, thì từ đây mình chạy qua cái thành phố Thành Niên ơi, chạy chán ơi. Quẹo đi anh trai, đứng quẹo bên trái chứ không quẹo à. Từ cái chỗ này mình chạy đi qua cái thành phố kia là mình sẽ đi đường mới nha các bạn. Thì mình thấy kiểu vùng sa mạc, hoang mạc, đồi núi các kiểu không vậy? Không có những khung cảnh làng quê đâu các kiểu à. Đây rồi sao mình quay đầu qua bên kia để mình rước khách mới nữa. Và mình trở về đúng cái chỗ cũ luôn các bạn. Cái hành trình trong cái tựa game này nó chỉ có vậy thôi. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi mọi người nhớ đánh giá cho xe biết em 5 sao các kiểu nha. Bây giờ mình vừa trả khách ở đây luôn các bạn. Sau đó mình sẽ quay đầu về bên cái đường bên kia để mình rước khách. Sau đó là trở về quay lên cái thành phố Castillo nữa. Hành trình chúng ta cứ đi 2 chiều như vậy đấy. Rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé. Lần sau nhớ ủng hộ ngày em tiếp nha. Đấy, cái 11 khi gặp xe Nguyễn Quý Gamer thì cứ ủng hộ nó. Nó vừa đẹp trai mà nó vừa gọi là lái hay nữa. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua đây để mình đưa khách bên này nha. Cái xe này có thể là mở cửa bằng nút được không ta? Được các bạn. Nó sẽ là bấm phím mở cửa sau. Rồi mọi người tự lên xe đi. Xe này thì nó sẽ có một cái kính hậu như vậy nè để chúng ta nhìn, chứ mà để nhìn quay ra đằng sau như vậy thì không thấy nè. Đó, một chị lên, hai chị lên, ba anh lên, bốn chị lên, năm chị lên, sáu chị lên, không có sáu người luôn à. Xe này vừa chở được maximum 16 người luôn ấy. Rồi đóng cửa đây nè. Và bây giờ mình sẽ quay về cái thành phố Elwood trước để trả khách đó, rồi sau đó mới về tới thành phố Castillo. Rồi, gặp phải không? Ơ kìa. Gặp phải vào Castillo các bạn à. Quá chữ mới quẹo vô là đụng cha nội kia rồi.
Như vậy là mình vừa ghé cái thành phố Augur trả khách cũng như là rước khách về. Đây là cái điểm cuối cùng nha các bạn. Mình xả bỏ cái đoạn giữa rồi, nói chung chạy cũng như đoạn đầu thôi, nên thôi bỏ qua đi cho lẹ. Rồi cuối cùng cũng đã đến nơi rồi, và đây là địa điểm cuối cùng của mình trong cái chuyến xe ngày hôm nay, trong cái tour ngày hôm nay các bạn ạ. Rồi bấm mở cửa cho khách số. Cảm ơn quý khách đã tin dùng chiếc xe của em. Đừng quên đánh giá 5 sao cũng như là ủng hộ em tiếp nha. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Cảm ơn chị xinh đẹp. Cảm ơn anh. Sao thấy mọi người ai cũng cao hết vậy? Mình thấy lùng đó nhỉ. Ai cũng cao đó. Hai chị này lùng giống mình. Cảm ơn chị. Cảm ơn. On start theo no bad gì đây chả hiểu. Rồi ok, tổng cơ là đi ồn quá. Như vậy là ui được 1000 mấy kinh nghiệm các kiểu các bạn. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành thêm chiếc xe rồi. Bây giờ đi về, đi về công ty thôi. Về lẹ. Ok, về rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành được cái chuyến xe của mình rồi. Bây giờ còn cái chuyến xe của ông chú. Phải lẹ làm việc lẹ để kiếm tiền cho thằng em. Không. Ui trời tối luôn các bạn. Bây giờ đã làm 9 giờ tối rồi. Rồi ok. Mình sẽ qua bên này. Tức là hiện tại bây giờ là mình đã hoàn thành cái chuyến xe kia rồi. Một chuyến xe rồi. Còn một chuyến xe ngày 15 tháng 6. Để mình xem ơi. Đây mình đã hoàn thành cái chuyến xe này rồi. Được 1.800. Còn một chuyến 15 tháng 6. Thôi mình nét tới cho ổng đi làm luôn đi. 15 tháng 8. Vậy là mình nét tới 16 rồi đúng không? Qua ngày. Qua ngày kiểu sau đó một ngày ấy. Rồi ok. Để coi coi. Hoàn thành cái chuyến đó luôn chưa? Đây. 1.600 ở đi. Ờ, xong rồi luôn rồi nè các bạn. Đây tức là cái chuyến này của mình chạy nè, còn chuyến này của ông chú. Ồ. Đây, trong này là hết luôn các bạn, hết những cái chuyến xe rồi. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành hai chuyến xe luôn. Rồi cái chiếc xe kia làm sao để lấy về đây ta? Mình mở cái điện thoại lên các bạn, trong cái phần vehicle này nó có dấu tích nè. Ồ, bây giờ mình mới hiểu cái dấu tích này là gì. Tức là chúng ta không thể nào mà đậu trong một cái gara mình một lần hai chiếc xe các bạn. Nên là bây giờ chúng ta chỉ có thể là lấy một trong hai đâu. Giờ muốn lấy cái chiếc này thì tích vào đây nó sẽ đổi qua chiếc này. Còn bây giờ muốn lấy chiếc dài thì tích vào đây lấy chiếc dài. Ồ. Giờ mới biết luôn các bạn à. Thôi như vậy cũng được rồi. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta cũng đã vừa trải nghiệm được một chiếc hành trình lái cái chiếc xe BB dù anh mẹ đó nha. À BB40 mình gọi cho con Toyota đi ha. Con Toyota 30 chỗ đi cho nó dễ. Đó thì các bạn thấy video hay đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như là đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Và nào muốn mình trải nghiệm tiếp từ game này nữa thì comment phía dưới mình biết, mình sẽ làm thêm. Ok, không quên chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.